Dạ dạ hôm nay có các em tới Kamachi ngày đầu tiên. Ngay chỗ này rất là lạ, có mấy con mèo nó đang là nó đang là quỳ gối để mà nó cầu nguyện trước trước cái nhà bếp. Đang là ăn sáng ở đây. Có mấy con mèo đang là xếp hàng ngồi đợi. Mẹ là bạn đang là ngó vào trong trong nhà bếp, hướng về nhà bếp. Và phía sau Đức mẹ là cái canal ha, cái dòng cái hồ hồ nước. Đây có một tượng Đức mẹ nữa, hang đá Đức mẹ. Đức mẹ là Đức mẹ Lộ Đức. Dạ đây rất là đẹp. Làng dân tộc làng dân tộc ethnic Valley. Sao hồ này có tí cá mà nó bơi đi mất tiêu à? Mình vừa thấy nó bơi đi rồi. Không thấy cá nữa. Cái này làm bằng cái cây PC Pie hả? Không biết ai thiết kế cái này cũng nó cũng đẹp đẹp, dễ thương. Nhầm. Ông trà bình an thư thái, bình an thư thái, bình an thư thái. Dạ đây một góc nhìn mới. Các cha các thầy đang là ăn cơm ở phía trong. Phía trước này là một cái nhà bếp ha. Ồ, cái cây này nó xanh đẹp, cây nó vào mùa mùa đông rất là lạ, là mình thấy ở đây cách trồng ha, nó có một tí đất, như có một tí như chỗ này đất nào. Vậy mà nó lên đó bạn ha. Ok, đây thì nước nó không còn bơm nữa, tất cả những cái này đều khóa hết rồi. Vẫn chảy nhưng mà không biết tại sao nó lại không bơm, chắc nó bỏ hoang rồi, cá chết rồi. Cái cây
ngon ngót nha, trời ơi cây ngon ngót, cây ngon ngót đẹp không, ngô bụi mà có tí đất à, cây ngon ngót đây nhà dòng, trời mới lạnh, mới lạnh ở trên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, một nhà như vậy để cho cái kia, thì cái này là nhà cho nhà bếp. Dạ đây là cái canal ha. Canal mình đi, mình đi qua mình chút xíu. Hôm nay là ngày 26 là kinh thánh Stefano tự đạo. Đây là cái bơm, cái bơm này nếu mà không lầm thì cái bơm này đã khóa rồi, bơm này bơm cỏ thì phải. Họ khoan đây để họ lọc, họ lọc nước á, lọc nước ha. Một dàn bơm họ thiết kế. Dạ đây là một cái đách, cái đách này không có lều ha, họ dựng rồi họ đóng cọc ở đây. Vậy là một cái sự thiết kế này cũng rất là khá tốn nhiều tiền. Vậy là cái bơm ở dưới này nè, thấy cái bơm ở dưới này ha, nguồn cái thùng phì ở dưới này là bơm bơm nước từ dưới lên á. Vậy là cái bơm nước từ dưới này, dưới sông nước dưới này để lên để tưới cây, tưới cây nha. Thì từ cái mình thấy xa xa đây thì họ đóng những cái cọc, cái cọc này nó là cái cọc của đóng cái cây mà nó dựng nhà đó. Ở đây thì có mấy cái cọc ở đây, dường như là mấy cái cọc này đó thì họ định làm một cái platform nhưng mà họ chưa làm hay sao lắm mà nên họ ngưng. Ở đây thì có những cái hàng 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 cọc như vậy đó, thì họ đóng để họ giữ lại cái đất đó. Chắc sau chắc cái ngày xưa đó, ở đây thì nó có một cái nhà ở đất này thì ngày xưa của một nơi mình không rõ lắm, nhưng mà nó có một cái hồ bơi, hồ bơi công cộng cho người ta bơi, thì họ bị lấp đi rồi, nhà dòng mua lại miếng đất rồi rời từ hôm mà về dưới này. Thì ở đây nó có một cái chòi như vậy bạn, ngày xưa thì họ đóng ra để mà họ làm một cái chòi như vậy, nhưng mà họ làm một cái thôi, còn hai cái kia thì chưa có làm tới rồi, họ đang làm từ từ chưa làm tới thì phải. Thì ở đây nó có một cái chòi để người ta nghỉ mát. Dạ đây, dạ đây đó, thấy không, bạn thấy cái chòi họ làm rất là đẹp. Mình quay đây để mình có thể thiết kế được, mình có thể thiết kế giống như vậy được. Như cái này bằng mũ thì đây họ có sẵn để họ rác ra thôi. Bóng đèn, cái này bằng mũ hả bạn ạ, thì cái này người ta ráp nó vô, mình có thể tự tự làm một cái giống như vậy cũng được. Mình chỉ cần copy, mình chỉ lấy một cái mẫu như vậy này, xong mình làm lại, thì mình đếm, mình đo kích thước đó, rồi mình làm lại thôi, mình làm thôi. Thì cái này bằng bằng mũ thì có lẽ người ta đã bán sẵn rồi, mình về mình chỉ có ráp được. Cái đèn này thì cũng đã quá cũ rồi, thì cái này làm chắc mình đoán 20 năm về trước rồi. Dạ các em tới đây đó thì dĩ nhiên là họ sẽ đi hết khắp cái chỗ này, đến cái đài Đức Mẹ. Hôm nay mình đi một chút xíu. Dạ đây nó có một cái, họ đóng một cái cọc như vậy nữa, nhưng mà cái chỗ này thì đây là cái cổng đi vào. Thì mình thấy ở đây là có một chiếc tàu ở đây, dường như họ không dùng đến nữa, bởi vì ở cái dòng sông này cái cây bèo rồi các thứ ở dưới này nó mọc lên. Cách đây cũng đã mấy năm rồi, họ không có
họ không có xuống đây để họ họ diệt trừ cái loại loại cây dưới này ha. Mình không biết là cây này có phải là cây súng bực mình lục mình. Dạ đây mình thấy ở đây lúc nãy gặp cha Thắng, cha chúc chúc lành cho mình. Mình quên tắt cái đèn, cha bật đèn lên là xong, cha nhìn cái đèn ở dưới cái điện thoại của mình. Đây đại đức mẹ ha. Những cái thùng phi này, theo mình thì mình sẽ cắt cắt bông, nhưng mà họ họ cắt có chắc chắc là vội. Mình thấy nó có thể là vội lắm, họ không có lấy những cái miếng này ra, với lại họ cắt nó không có được được đều lắm ha. Đó, nhưng mình thấy đây thì mình hôm nay mình cũng sẽ về mình cắt một cái thùng mấy thùng phi để cho cái người người chị em hàng xóm họ cần đến để đựng nước mưa ha. Thì đây bạn thấy rằng là ở vườn nó thì mình cần rất là nhiều thứ như là ống dây rồi các cái này đó là mình có, cái này dường như không có đóng, cái này là mở như vậy, đóng như vậy thì như vậy là thì đóng, nhưng cái này thì khóa rồi, cái này thì khóa rồi. Ok. Họ dùng rất là nhiều thứ để mà có thể trang trí và trồng cây kiểng cho nó đẹp, đồng thời là nó tạo ra cái oxygen đó, để cho mình thở, để thở. Cái cây này nó giống như cái cây ổi mà nó to, cái cây này nó ra bông. Ở đây trồng nó rất là lên lẹ, chỗ mình thấy cái gốc bự quá. Đây cái cây con của nó, ở đây thì nó hay đẻ cái cây con nó nhỏ. Đây mình thấy cái gốc bự quá cho được luôn. Cái cây này trồng cũng khá khá lâu rồi. Cái cây này thì nó lên rất là lẹ, cái cây này, cái cây nó cây Cypress. Cây này quý lắm. Mối nó không ăn đó. Vào mùa này thì nó rụng hết lá, các bạn thấy nó có gì khác lạ. Ngày hôm sáu cái oak tree này mình biết là mới trồng thôi, cái khoảng chừng 15 năm thôi mà nó đã to như vậy rồi. Dạ vâng. Ở đây nó có một cái loại cây như vậy đó, thì nó cũng là một cái cây kiểng. Cái cây này á, thì ở cái vùng vùng duyên hải là nó hay có lắm, sát sát bờ biển ở Việt Nam mình, sát sát bờ biển hay là nó cũng hay có lắm mà. Dạ vâng. Cũng là một thuộc loại cây kiểng ha. Hôm nay mình đi quay cảnh chút xíu. Thì ở đây nó là đất của nhà dòng, thì tất cả những cái đất này nó là được chúc phúc rồi, ban phép lành rồi. Thì mình ở đây đó thì mình được bình an. Mình có thể cắm trại ở đây, nhưng mà dường như họ không cho phép rồi, bởi vì nó không có được sự an toàn đó. Thì đây là một cái góc nhìn khác về về phía bên bên nhà dòng. Đó là nhà dòng đây ha, nhà dòng Đại Đức Mẹ đây. Mình đây là một cái góc nhìn khác. Thì đi thẳng từ cái này canal này thì nó tới tới nhà thờ Maria Nữ Vương, thì đằng đằng trước cái miếng đất của Maria Nữ Vương thì nó cái dòng sông này nó đi tới. Nếu mà không có những cái thế này đó thì mình có thể chèo xuồng mình đi được. Thì hôm nay đó mình nói đến đến chèo xuồng hoặc là đi bộ hoặc là chạy bộ. Thì khi mà mình đi bộ như vậy đó thì đó là đời sống bình thường. Mình đi mình chạy, nếu mà mình chạy xe đạp đó thì mình đi về cái tương lai của mình nó rất là nhanh, rất là nhanh. Thì cái thì khi mà mình muốn đi máy bay khẩn cấp đến một nơi nào đó mà có người thân của mình vừa mới mất, thì cái sự rạo rực của mình nó mong đợi, thì mình không ngủ được là bởi vì mình đang trong cái tình trạng là đi đi quá nhanh, mình tiến về tương lai quá nhanh. Thì thì có thể có hai có thể nó có sự đối chọi, là bởi vì có một số người trẻ đó thì mình muốn cái gì nó thật là nhanh, cái gì nó tiện nghi và nó rất là nhanh.
Nhưng mà với một người đã lớn tuổi rồi, trên 50 tuổi rồi đó, thì mình muốn cái gì nó sẽ chậm lại. Nó vừa đủ thôi, vừa đủ thôi. Thì như là hàng ngày dùng đủ, hoặc là mình đi tới tới một nơi nào đó đó, thì mình cũng cũng mong sao là mình tới bình an. Nhưng mà nếu mà mình chạy xe đó, nếu mà mình chạy xe đó bạn, nếu mà mình chạy xe đó thì cái tốc độ nó nhanh lắm, thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Nên nên trước khi đi mình đọc kinh kính mừng, hoặc là mình đọc kinh, hoặc là mình đi tham biểu thánh lễ buổi sáng. Hôm nay là vẫn là buổi sáng, vẫn là buổi sáng đó, thì mình đọc kinh kính mừng Maria, để phúc Đức Chúa Trời cùng vào có phúc lắm, mừng Đức Chúa Giêsu là một người phúc lắm, thân này mọi Chúa Trời của cho chúng con là cả có tội khi này và trong giờ lâm tử, amen. Thì khi mà mình đọc kinh thì nó có một cái trạng thái rất là linh thiêng. Khi mà mình cầu nguyện đó, khi mình cầu nguyện ở trên xe đó, thì cái tốc độ xe của mình nó chạy rất là nhanh. Thì khi mà mình tới mình cứu ai, thường thường đó là cái xe bus đó, là mình chở rất là nhiều người, và có một cái tuyến đường đó thì có loại gọi là Express Express, thì nó chạy rất là nhanh, nhưng mà nó chạy khoảng chừng 65 mai một giờ thôi, không có trên lắm, bởi vì họ họ đã xét thẳng rồi. Thì khi mình chạy như vậy đó thì nó rất là nhanh, và biết bao nhiêu người ở trên đó họ cũng mong muốn là như vậy, nhưng mà họ đặt hết vào cái lòng bàn tay của người tài xế, đó. Thì cái người tài xế đó đang ngồi trên đó thì từng giây từng phút đó là họ phải chú ý đường, họ nhìn. Thì cái người mà tài xế đó, họ được cái ơn, gọi là memory memory ha, cái ơn 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 trí nhớ, và cái phản xạ, dường như nó gọi là cái phản xạ của mình. Cái ơn đó là cái ơn rất là hay. Khi mà mình nhìn thấy, bóng, hay là mình nhìn thấy thấy cái vật gì nó đang là xảy ra, thì họ cũng được thấy. Thì khi mà mình nếu mình đi ban đêm, hoặc đi ban ngày, hoặc là mình thề hoặc đi cầu nguyện, hay đi cái bất cứ nơi nào, hay là trong nhà mình cũng vậy, thì mình sẽ thấy một cái bóng nó đi ngang qua. Cái bóng nó lành, hay là cái bóng dữ, thì mình cái phản xạ của mình phản ứng ngay là mình phải 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 phản ứng và react, nó gọi là reaction. Thì mình phải chạy, phải đi, phải chạy, phải đi. Thì lúc đó thì mình không có thể nào mà chạy lên xe được, bởi vì xe đạp thì mình để bên hông. Thì khi mà có một cái tiếng nói, cái âm thanh đó, thì mình phải phản ứng ngay. Như mình đi, có nhiều người trẻ vào mùa này đó, thì họ họ được nghỉ ở nhà, là bởi vì cái mùa này là mùa Noel đó, thì họ nghỉ nguyên một tuần ở nhà. Có nhiều nước thì họ nghỉ 2 tuần, ở bên Mỹ này thì họ nghỉ 1 tuần. Thì họ nghỉ trong một cái tuần này đó, nghỉ trong cái tuần này, như đại học đó, thì các em ngày hôm nay đến đến với nhà dòng đó, thì họ 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 học hỏi, nhưng mà họ họ được nghỉ, phép ở nhà đó, thì họ đi để họ học hỏi. Thì mùa hè hay là mùa này cũng vậy nữa, các những cái mùa mà học sinh họ được nghỉ đó, thì họ đi ra ngoài biển, khơi, và họ học hỏi, tiếp tục họ học hỏi, họ học hỏi những cái thiên nhiên, như là bông này ha, bông hoa. Thì tất cả những cái này đó thì họ họ trang trí, như là những cái bình bông này đó thì cách đây họ mới trang trí nha, bởi vì cái cây này nó chưa có héo, chưa có khô. Cái cành cây này là nó do cây vạn tuế này họ lấy ra. Ok, thì khi mà mình thấy ở đây, họ cắm nhang ngay chỗ này luôn, để cho nó họ đốt cháy cái cây này ha, nhưng mà nó cũng sưởi ấm luôn. Thì mình thấy ở đây đó, đó là hôm nay mình giới thiệu với bạn là một chút xíu về cái nhanh và cái chậm. Cái nhanh và cái chậm thì nó tùy cơ ứng biến của mình. Khi mà mình đi ra ngoài biển nó, thì một cái con nước mà nó chảy xuống, thì nó chảy rất là xiết, mà khi mà nó lên nó chảy cũng rất là xiết. Thì cái con nước thủy triều nó ở Việt Nam thì nó khoảng chừng 6 tiếng, 6 tiếng
Hoặc là nó kéo dài thì khoảng chừng 12 tiếng. Ở bên này thì nó kéo dài tới 10, nó có thể nó kéo dài tới 12 tiếng, 12 tiếng từ 6 tiếng cho tới 12 tiếng tùy theo. Thì từ lúc mà nó bắt đầu nó xuống cho tới lúc mà nó lên lại đó thì nó kéo dài khoảng chừng 12 tiếng. Thì khi mà mình ra một cái cửa đập đó, thì có mình xui lắm, mình cửa đập nó đóng lại thôi, mình không vào được, thì mình phải đợi cái cửa đập nó mở thì có thể là 24 tiếng đồng hồ. Hoặc là nếu mà bão á, thì mình đừng có ra ngoài ngoài cái cửa đập rồi, bởi vì họ đóng vô thì có thể mình ở ngoài mình chết ở ngoài đó luôn, là bởi vì ở ngoài đó là bão to. Thì khi mà ở ngoài đó có bão tố giông tố thì họ đóng cửa đập đó, thì mình không có vô được đó. Thì mình sẽ bị nhốt ở ngoài đó, mình nhốt ở ngoài đó thì mình chạy một cái hướng khác để mình đi về. Thì mình phải nhờ một người khác, mình mang theo cái điện thoại mình để nhờ người khác thì mình sẽ thoát nạn rồi mình về được. Thì cái ở đây đó thì nó tùy theo cái cơn nước thủy triều. Khi mà mình đi ra ngoài xong rồi mình câu cá để về mình kiếm ăn cho gia đình của mình, để mình sinh sống, thì mình phải rất là cẩn thận, mình phải học hỏi cách ở ngoài thiên nhiên, học ở trường đã đành rồi, mình phải học thêm rất là nhiều để mình có thể đối phó với thiên nhiên. Như hôm nay đó thì mình có thể đi câu cá được, nhưng mà trời âm u, các chị vẫn còn bận rộn ngày hôm qua Noel, hôm nay thì vẫn còn thu xếp nhiều thứ nên họ không có đi được. Thì hôm nay mình xin ngưng ở đây để mình tiếp tục cầu nguyện với các bạn. Chúc các bạn một mùa Noel và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Xin tạ ơn Chúa và xin chúc lành cho tất cả mọi người ở nơi này, đang ở đây và ở nơi khác. Xin chào các bạn.